Các bạn thì ngày hôm nay sẽ làm cái chiếc xe này. Đó thì Nguyên đã xin chủ xe cho quay review sơ cho các bạn coi. Cho nên không có sao hết. Đó, xin phép hết rồi. Thì bây giờ Nguyên sẽ mở ra. Thì cái chìa khóa nó cho như thế này nè các bạn. Đó. WX2022 Smart Key luôn. Cái mà điều đặc biệt mà Nguyên thích á, kỳ này nó ngon một cái là cái ghế này quá mượt. WX. Damn. Thơm mùi vẫn còn mới luôn các bạn. Wow, Nguyên mở bụng bự nha để quay cho rõ. Đó. Chèn ở cái tay lái nó cưng dễ sợ luôn, quá cưng luôn. Kỳ này nó cải tiến rất là nhiều các bạn. Hồi xưa cái của Nguyên á, thằng chủ cũ nó không có thu hồi lại, tại vì lúc đó Subaru nó làm lỗi á, bị bong chóc hết trơn luôn. Rồi thằng chủ cũ được Subaru cho recall để thay cái mới mà nó không chịu. Mình mua sau này cho nên mình dính luôn. Đó thì bên trong cái đặc biệt Nguyên thích nữa nè, để mình mở máy lên cho các bạn. Đó. Đặc biệt cái bô á các bạn, khi mà ngồi bên trong á, nó kêu rất là êm. Đó, bô stock ngon hơn hồi xưa, là nó ấm hơn. Và điều đặc biệt Nguyên thích nữa cái này nè, nguyên cái tablet luôn. Nó giống như là cái iPad vậy, y chang Tesla. Bluetooth, USB, iPod. Cái này là độ xe, độ cái cản gió cho nó, cho nên Nguyên chỉ quay sơ review chơi thôi các bạn, chứ thực sự không phải là review chi tiết nha. Cho nên các bạn thông cảm, tại vì thì giờ không có. Tại vì bữa nay làm tới 2 chiếc xe lần các bạn. Đó. Thì dưới đây có USB. Đây. Wow, cánh cửa này cũng bán các bạn, cho những ai thích carbon fiber. Mà này là carbon fiber, Nguyên nghĩ là loại dán à. Đó. Đây, quá đẹp luôn. Coi nè. Wow, nói chung nó thay đổi hết tất cả mọi thứ, nhìn sang chảnh hơn rất là nhiều luôn các bạn. Lằn chỉ đỏ luôn nè. Của Nguyên thì bên đây nó có cái carbon fiber chạy dài, bóng bóng, mượt mượt. Mà Nguyên mê cái ghế này quá mày. Oh man, quá đã. Chắc Nguyên sẽ săn cái ghế này, tại vì nó còn giữ lại được cái chỉnh bằng cái này. Đó. Thì chắc Nguyên săn, Nguyên sẽ mua. Tại vì ghế độ thì nó không có cái tự động. Nguyên sẽ xăng cho xe Nguyên. Hy vọng những chủ của xe này thì những cái chủ mà sở hữu chiếc này hy vọng họ bán để họ mua cái ghế độ khác thì Nguyên sẽ mua lại. Đẹp quá. Làm sao nè. Damn. Vậy thôi, quay sơ cho các bạn. Bây giờ bắt tay vô làm và cho các bạn coi cái dáng nó như thế nào. Đấy các bạn, còn đây là cái máy xe của WX2022 nè. Wow. Mới tin luôn. Hình như nhìn, Nguyên có cảm giác hình như nó rộng hơn cái chiếc của Nguyên hay sao á man. Cái engine bay á. Đối với bản thân Nguyên hơn, Nguyên cảm thấy như vậy thôi. Rồi mới tin rồi man, thơm cái mùi mới luôn man. Dễ thương. Sạch sẽ. Đó, quay sơ cho các bạn coi thôi, những ai mà chuẩn bị mua hoặc là dự tính sẽ mua nó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tổng quát cho các bạn từ xa như thế nào trước khi gắn cái đuôi lên. Đây, cái đích của hai em ấy đây. Em 2016, 2022. Đối các bạn thì đây là bên phải Nguyên á, là chiếc xe của Nguyên là 2016. Còn bên trái là 2022. 2022, 2026 bên phải. Thì các bạn thấy như thế nào? Đó.
Đây, cái nắp của nó đây, 2016, 2022. Thì các bạn tự coi, tự so sánh cho vui thôi. Ok bạn, thì hôm nay Khánh sẽ hướng dẫn các bạn cách tự làm tại nhà gắn cái cản SDI Wing cho chiếc xe 2022 WX. Thì cái cản này của bạn này nó đưa là nó nhìn cũng giống như là của chiếc xe đời của Wing vậy đó, mà nó 2021. Thì yeah, sẽ gắn lên xe này. Các bạn cứ theo chân Nguyên và Khánh bắt đầu đó bạn. Thì bây giờ là sẽ gắn hai bên trước, thì các bạn thấy ba cái cây ốc này không, thì là nó sẽ là gắn vô trước, là ở trên là hai cây ốc, ở dưới sẽ là ba cây ốc. Ba cây ốc sẽ gắn vô đây là cái base của nó, là cái đồ đựng trụ, để nó sẽ cái này sẽ khoan dính vô, bắt ốc vô trong cái cốp đó, cái nắp cốp. Bây giờ sẽ bắt ốc dính vô, rồi sau đó bước kế tiếp là mình sẽ khoan lỗ, rồi đo cho kỹ càng đàng hoàng, rồi khoan, rồi sau đó là gắn hai cái trụ này vô, rồi thằng này lên thôi, đơn giản. Ok các bạn, thì đó, anh Khánh nó đang siết vài con final là chốt lại là xong hết luôn đó. Thì ba con ở đây, hai con dưới, nó sẽ nhìn hình thù như thế này là các bạn biết các bạn đã làm đúng rồi đó. Cái này nó cực cái là cái lỗ này rất là nhỏ rồi. Cho nên siết nhiều khi nó dụng này hay là dụng này nó không vô. Nó quải cái đó. Ok. Sau khi Khánh xong cái phần của nó thì sẽ đem lên đo, cân đo đàng hoàng rồi đục lỗ. Có nhiều bạn cũng giống như bạn mới nè các bạn, thì tại chưa biết tụi mình nhiều, chắc không có coi mấy cái Có nhiều bạn mới các bạn chưa thấy tụi này làm cái wing hay này nọ đó, thì cũng hơi e ngại, cũng hơi lo sợ là liệu đục lỗ ở đây có bị chảy nước hay không khi nước mưa vô hay này nọ. Thì yên tâm các bạn, Khánh làm việc rất là uy tín, tại vì nó đã làm xe nó rồi, cũng như xe Nam Quán này nọ mọi thứ đó rồi, thì chỗ này không bao giờ mà lòi lõm gì đó để cho nước nhiễu vô cốp. Ok các bạn, đã lên hàng rồi, cảm ơn em rất là nhiều đã ủng hộ clip của Dust, ủng hộ xe của anh. Tặng anh cái đuôi này em. Không có cái đuôi lên nhìn nhìn ác đi chứ. STI à, có muốn nhìn từ sau lưng à, nhìn bén à. Cái này nó khác với cái gin mà các bạn, là cái độ cao của nó cao hơn của hàng stock với lại hàng gin á. Thì các bạn thấy đây nè, không, từ đây xuống đây nè, hiện này nè, nó sẽ cao lên một chút, còn aftermarket á thì nó làm thấp hơn. Vô nhìn bén thì sáng thì hôm nay thì làm mấy xe khác nhiều rồi đúng không, thì cũng phải lo cho những chiếc xe nằm ở nhà này. Thì Nam Quán cũng có cái mod mới tặng cho Nam Quán. Đùa, đẹp em, rất là win luôn. Đó là... các bạn có thể để hai tầng đồ ăn khi đi coi mít hay coi show, cho được hai ghế ngồi. Hai ghế ngồi luôn, con đây con đây. Đùa em, được đó Nam Quán, xe nhìn sao lồn với mẹ luôn, y chang chủ à. Nhìn đứng trước ảo không? Không phải. Nhìn từ góc độ này ảo quá. Đồ quá ác ơi. Chạy track là banh sát luôn. Chạy track. Còn nhìn lên Tesla thì sao? Các bạn hãy comment bên dưới. Đồ quá. Chỉ có một câu đó là STI nguyên khỏe vì vậy. Quá STI nó gắn lên được cả mọi thứ luôn các bạn. Quá vãi thiệt. Còn cái này là khỏi dây xe luôn các bạn. Bóng mát cho xe luôn. Quá STI luôn. Nó không biết cái này là gì đâu.
Vì thằng em này nó có cái roof rack á, hiện nay hỗ trợ. Đúng rồi. Roof rack luôn. Quá, cái đuôi này làm được nhiều chuyện quá. Double win luôn nè. Cũng là roof rack rồi phải không? Biết cái này chưa không? Để cho mấy anh mà đi snowboard đó. Để lên. Được có ngoan làm ơn ngoan. Chơi luôn à. Còn thêm cái nữa mà các bạn chưa biết là cho những bà bán tàu hũ cá ngọt cái Việt Nam á. Bán xôi á. Ừ, hàng gánh á. Đó. Ồ, gánh con gánh cả cuộc đời. Gánh năm quán rồi khổ má chết luôn. Ê, cái này vừa mát luôn đó. Vừa mà. Nhưng mà có mấy thằng nó mua gin của SDI nó gắn lên FS luôn á. Tao thấy chạy ngoài đường ngoài. Đó nhìn tục lắm. Ừ. Ok bây giờ bắt tao lên. Dũa thôi. Ồ mà cái này nó căng à ha. Ừ. Giờ mình phải tháo cái này ra các bạn. Phải không? Phải bước đầu tiên. Mà phải gỡ này ra nè phải không? Hay không? Khỏi cần gỡ. Để thử gỡ đi coi coi. Ok. And I'm feeling this is that mystic Mac life, no apologies, king of everything, look at all the kind of wannabes, godly, Ali swagger, magazine covers, custom cars, tattoos, pay-per-view numbers, never give a fuck, feel like a billion bucks, just the beginning, McGregor hype building up, double belts in the books, it's a new day, there's a new dawn, ruling the game, living the Mac life. Feeling good, this is the Mac life. Đáng lý ra thì có cái giấy căn kê á thì nó dễ hơn, nhưng mà giờ chơi kiểu cây nhà lá vườn, nhưng mà đã đo measure rồi xong hết rồi. Kế tiếp thì đục lỗ rồi các bạn thấy không? Đục lỗ thường thường mình sẽ coi đục hai đầu, một lỗ nhỏ và một lỗ bự. Ok. Đục lỗ đầu tiên rồi. Ok. Một hai ba đục lỗ nha. Rồi xin mời. Đang quay hả? Ừ. Ok các bạn, tình hình bây giờ là đục hết 4 lỗ luôn rồi. Nhưng mà có chút xíu trục trặc là tại vì một lỗ á, nó không có xuyên qua được. Cho nên mình phải tháo xoăn. Và tháo xoăn xong á, cũng là một vấn đề khác nữa. Là con ốc nó cho đó nó không đủ dài. Ừ. Đấy, cho nên phải... Để coi coi. Ok các bạn, vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Khánh đang clean lại sạch sẽ đàng hoàng. Đó, lên hết rồi. Kỳ này cũng không có quay nhiều các bạn. Thì chỉ bắt ốc như vậy thôi. Tại vì... cái phim mình này rất là tệ các bạn. Thật sự tệ luôn. Đừng chơi nắng tới chơi tối luôn. Cho nên nếu mà kỳ sau mà Nguyên mua cho xe Nguyên á, Nguyên sẽ mua cho hãng Gin Subaru luôn. Nguyên Khánh yêu cầu các bạn nên mua. Phải không? Thà mắc xíu. Tại vì cái này kẹt cái là năm 22 nó không có làm. Thì đó kẹt cái đó. Nhưng mà nếu các bạn có cái đời của Nguyên á thì nên mua ở Subaru. Mắc mắc thiệt. Nói tóm lại vẫn đẹp giờ vẫn cuối thôi. Vẫn đẹp. Không sao, không nói gì đâu. Đó, quá đẹp các bạn. Chắc chắn. Hy vọng các bạn thích cái video này và mong rằng nó có thể giúp bạn tự làm tại nhà. Không làm được thì liên lạc Nguyên Khánh tiếp tục. Hoặc là livewithus23@gmail.com. Rồi mình lên lịch. Vậy thôi. Quá đẹp ha. Quá good. Ok. Yeah.